Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình và mình là PVD Gamer đây. Ngày hôm nay các bạn đã thấy trước mặt các bạn là tự game PUBG tiếp tục các bạn ơi. Nhưng ngày hôm nay mình không chơi map săn hốc nữa các bạn ạ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chuyển qua map Venkadi gì đó, mà cái map tuyết tuyết đó các bạn ạ. Đó, ok. Thì bây giờ là đang chuẩn bị để vào trận rồi các bạn ơi. 20 mấy giây nữa thôi là chúng ta sẽ lên máy bay và chuẩn bị một trận chiến rất là kịch liệt. Ở trong cái thế giới map Venki đây thì chắc chắn mình đây này, đây một phần của map Venki các bạn ở đây đúng rồi. Tuyết rất nhiều. Chúng ta khám phá cái map Venki này có những cái gì nha và thử xem map Venki bắn nó như thế nào. Có nhiều súng ngon và chơi có dễ hơn là map săn hốc không, chứ mình thấy là map săn hốc rất là nhiều thứ bí mật. Còn chưa khám phá ra. Ok, là mình sẽ xem cái vị trí nào để mình hạ cánh xuống đây. Máy bay sắp bay đây cái vùng này. Uầy, đông nhà vãi anh em ơi. Thôi mình bay xuống cái chỗ này đi. Nhưng mà chỗ đấy đông lắm các bạn ạ. Xem nào. Ok, bay đây luôn. Ok, nhảy luôn này. Đi vào cái khu đông đông này xem như thế nào các bạn ạ. Thích thì chơi luôn, thích thì nhích luôn, sợ gì. Lút đồ bắn sấp mặt lờ te nó luôn, sợ quá gì đâu đúng không? Mà mình đang chơi đơn các bạn ơi, mình đang chơi đơn nha. Wow, máy bay 100 người luôn các bạn ạ. What the fuck? Còn nguyên 100 đứa. Má ơi, đừng có đằng nào vô đây nha. Wow. Vãi rồi. Xa quá, bên kia xa quá các bạn ạ. Bay ngu quá. Lút. Hy vọng cái nhà này nó sẽ có gì. Ôi what the fuck rồi. What the fuck gì vậy trời. Tối máu các bạn ơi. Vãi cái chữa. Rồi cái nhà này có gì không? Mày quá à, súng anh em ơi. Vãi cả trưởng ạ. À. Ngon. Lên này. Vãi cả trưởng ạ. À. Map Venki ạ. À. Mày quá có súng thôi chết luôn á. Mình cứ nghe tiếng bước chân đâu nhỉ. Ngoài bước chân của mình. What the fuck. Nhà này anh em này có thằng nào không thôi. Ui map Venki người ta để mấy cái này ở ngoài nhiều ghê các bạn ơi. Ừ ngon, ông ngắm X4. S12 anh em ơi. UMB9. Vật UBZ đây các bạn này. Trời đất ơi, mày làm cái gì vậy? Mày không biết tao là ai sao mày bắn tao như thật vậy? What the fuck? UMB9 nữa các bạn ạ. Cho mày vứt khẩu shotgun đi các bạn ơi. Shotgun bắn cái gì? Ui khẩu gì mà 220 mấy viên ghê vậy? Còn khẩu gì ấy? súng lục Supreme nhưng mà 200 mấy viên ghê vậy? Ui được đấy, súng lục cũng được anh em ạ. À, chơi luôn, thử bắn súng lục một ngày xem sao. Victor, ôi đâu rồi, ui súng lục cái gài vô luôn các bạn ơi. Bo đâu rồi? À mình đang gần bo mà sợ gì. Lút tí đồ nữa mình đi các bạn ạ. Cậu này gắn nòng chưa được không? Không gắn nòng được anh em ơi.
Victor nó xài cái đạn gì ta? 45 ACB à? Được. Không có hết rồi. Lút lút đồ, mình lút đồ hơi chậm các bạn ạ, nên là mình phải lút từ từ. Rồi hai khẩu đây có nhắm nha. Lên bo chơi thôi các bạn ơi. What the fuck thật chứ. Súng ngon rồi đấy anh em ạ. Lên bo chơi thôi. Úi xồi ôi ngon lành. Đạn gì 9mm 9mm 45 ACP. Mình bắn là mình bắn xa mình cần nhắm x cao, nhưng mình bắn được gọi là nhắm vừa vừa, mình nhắm x2 rất là ngon các bạn ạ. Thật sự x2 ngắm rất ngon luôn. Không có cái xe nào này trời. Còn 8 thằng các bạn là mới hạ được một thằng thôi. Và cái xưởng đồ xanh, cái map Venky này mình nhìn thấy mơ hồ quá các bạn ạ. Toàn tuyết với tuyết đấy. Mà mặc cái bộ đồ trắng trắng á thì khó nhìn, mà mặc cái đồ bộ đen của mình này thì nó nhìn thấy dễ lắm nha. Ui mình vừa mới chạy ra khỏi vòng nguy hiểm xong các bạn ạ. Ghê vãi. Nhà này có gì không ta? Hiện tại mình đang thấy đồ này mình bắn là thấy đủ lắm rồi. Nhưng mà mình đang cần một cái ống ngắm khác hơn. Và một ít đạn. Cái gì đây? X3 được. X3 đi. Chấm đỏ. X2 gắn vào cho thằng súng lục kia các bạn này. Súng lục kia ngon phết. Không biết, mình không biết súng với súng gì nhưng mà thấy chắc ngon. Ôi, em vứt. Ui, tính chân, em ơi. Ở đâu vậy? Ở đâu vậy? Này, này, này. Xôi, bạn ơi, chạy đâu bạn ơi? Cái đậu xanh tính chân nghe lọc cọc luôn các bạn ạ. 9M nè. UMB9 nè. Thôi bỏ đi ông ơi. Từ nào. Gõ 12 nè. Bấm xăng nè, ok. 45 ACB. Nóng nước các bạn ạ. Đây rồi, sời ơi, vừa ra thấy đạn 45 ACB luôn ghê chứ. Vãi cả linh hồn ơi. Vãi cả trưởng anh em ơi. Hai kêu ngon lành, haha. Mình phải tập luyện rất là nhiều trong cái tựa game PUBG Mobile này nữa và học cách loot đồ ghê gớm. Ủa, X3 có khác. X4. Ui, vậy là mình có sưu tập X luôn các bạn ơi. X2, X3, X4 luôn. Vãi cả đái. Nhiều dữ ha. X2 anh có, X3 anh có, X4 anh có. Má vậy mà nó bắn mình cái. Mình nghe lọc cọc mình tại không biết mình quay hay chậm ấy, mình không biết đằng sau lưng mình có cái gì nữa. Mình sợ nó đằng sau lưng nó nốc mình thôi, chứ còn mình biết trước mặt thì mình đứng mình bắn không bắn viên nào vào người mình được luôn. Nhỏ chưa, anh em nào đâu? Có anh em mà thích chơi ra mặt luôn ê. Xay. Cái map fan kia âm thanh to quá các bạn ạ. Súng là ngon, bây giờ mình xin lượm đạn đấy các bạn, mình không cần lượm súng nữa đâu. Mình lượm đạn à. Có đạn 45 ACB cho tôi. Cái đậu xanh cái máy bay. Mê nó thiệt chứ. Không có. Ấy tính chân.
Tinh trần của mình mà ngỡ tinh trần của ai? Chín mà ngon. Ôi phát là phát không được không gian. Trời ơi mấy cái này cái gì vậy? Bấm xăng không sai, bấm xăng luôn. Uầy lấy 7M làm gì? Rồi. Ok anh em. Tuyệt vời luôn. Uầy ôi khẩu kia 300 mấy viên này. Ôi cái what the fuck thật chứ. Uầy đang trên. Nó là bắn đâu vậy? Mình thấy nó bắn nó hướng này mà ta. Uầy tính chân. Trên này các bạn ơi, trong mấy căn nhà này nè. What the fuck, bạn làm sao vậy? Bạn làm gì tôi vậy? Cho bạn liệt dương luôn, các bạn làm gì tôi vậy? Chẳng có cái quái gì các bạn, bạn là 7 ly SK12 AKM không? Mình đâu chơi cái đó đâu. Chạy bò tiếp các bạn này. Chạy bò tiếp thôi anh em ơi. Gắt đấy. Ngoài bo anh em ơi. Đây rồi. Nốc mày nè. Chết mẹ xe tới. Má thằng kia nó chạy đâu rồi các bạn ơi? Đây. Trời ơi, cái đậu xanh chết luôn anh em. Bên kia còn nào không ta? Mình nãy thấy mình nó đi xe ở đâu đây? Đẩy xuống thôi các bạn ạ, đẩy lên thôi. Ui. Cái đậu xanh. Đụng. Đâu rồi ta? Thầy ơi. Mấy người nữa. Trời ơi, chắc ta lại sợ mày quá cơ đấy. Bố mày lại sợ mày quá cơ đấy. Hồ, ngon ngơ. Còn thằng nào nữa, check ra đây luôn đi. Map Penkin này khá khó bắn đấy các bạn ạ. Hơi bong chanh khó chơi phết. À, trong cái nhà này chưa an toàn đấy các bạn ạ. Chạy bo đấy các bạn ạ. À, vào đây loot thêm một ít ấy nữa các bạn ạ, loot thêm ít đạn, hết đạn rồi. Khẩu Victor này bắn được phết các bạn ạ. Victor bắn êm phết. Ôi con dao 9M. Ok lấy tí chiến cho nó phê.
lấy hết cho tí chiến ăn phê anh em ạ. 556 có luôn, trời má đạn nhiều luôn đấy anh em ạ. Ui bộ sơ cứu ngon, lựu đạn khói, áo giáp cấp 1, what the fuck, giờ này còn giáp cấp 1 nữa, nó bắn cho sưng đầu, nó bắn to đầu à. Lại không đủ không gian rồi. Lấy được. Thôi chuyển kiểu này bắn cho hết đạn các bạn ạ. Nhiều đạn quá sáng hết. Bên dòng sông này có thằng nào qua đây không ta? Hắn thằng nào chạy sông này bắn chết cha luôn. Bắn sờ mà lờ luôn. Ui trận đấu này khá là lâu ấy nha. 5 kill được các bạn ạ. Vẫn chưa thấy cái gọi là sự dừng lại của Q à. Ok. Không có thằng nào bơi bo có sông các bạn ơi. Vãi vậy. Ui, bo tới gần mình luôn đấy các bạn ơi. Mà bây giờ mình phải đi qua đấy, chứ không phải là à, không có xe chạy bo các bạn ơi, cay quá. Bây giờ đi chạy này nguy hiểm lắm luôn đấy. Cái đậu xanh có thằng nào không? Thằng nào bên nhà ông ta xem á. Ôi trời, cái đậu xanh giật cả mình các bạn ơi, what the fuck, má mình tự bắn nó giật mình luôn. Nào xem trước mặt có thằng chó nào không. Nguy hiểm vãi các bạn ạ. Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào. Gì ơi. Nói chung là có thằng chó nào không đây. Có thằng nào không ơi. Lên tiếng em ơi. Anh solo cho nó đàng hoàng đây. Đừng có núp lùm gì hết em ơi. Em đang cái nút làm cái gì? Ôi trời, what the fuck gì kia vậy? Trời ơi, ấn nhầm vô cái nút bắn các bạn ạ. Ấn nãy giờ mấy phát rồi. Má chắc tại nhiều đạn có ấn chơi vậy. Cô đi xe đâu lấy bình xăng mấy má. Lấy bình xăng về tế ông nội. Cái nút bắn của mình cài ngay cái tay di chuyển đấy các bạn. Nhiều khi mình what the fuck lại đạn nữa hả? Nhặt cái gì vậy, nó nhặt cái gì vậy? Băng nhặt làm cái quái gì cho nó mệt vậy? Cái gì? Để tiếng cho thằng nào á. Ui. Ui. Gần đây có thằng nào ấy à, đồ xe tới anh em ạ. Xe các bạn nó chạy à? Chạy nhanh thiệt chứ. Ui, đứng trên đồi các bạn này. Đứng trên đồi này. Oh my god. What the fuck. Vãi xịt, mình bắn nó có một phát thôi, nó bắn mình chết luôn các bạn ơi. Cay quá, đây sinh tồn trong trăm đứa khó quá. Mấy phải bắn lia liệu đâu rồi các bạn ơi, vậy không thắng đó rồi, ok các bạn ơi. Thì ngày hôm nay mình chơi map Venky đây, mình đã được gọi là top 18 các bạn ạ. Rất là vãi trường, từng ăn được thằng đấy mà nó bắn ghê vậy. Súng gì ghê dữ.
Rồi các bạn ơi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha. Bye bye.